Hôm nay mình sẽ làm món sườn nướng sả. Và mình nướng bằng lò air fryer. Đó, những miếng thịt rất là vàng, thơm ngon. Để làm món này thì đầu tiên mình cần phải có sườn, khoảng 2 pound sườn. Rồi mình cắt ra thành những miếng vừa ăn, khoảng chừng 2-3 inch. Thường thì thịt này người ta đã bán, người ta đã khía sẵn. Mình cứ theo những cái đường, theo cái xương mình cắt cho miếng vừa ăn. Rồi trong một cái chén mình cho vào đây 2 muỗng canh sả bằm. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê bột nêm. Ha, 1 muỗng canh đường cát vàng, đường cát trắng cũng ok. 1 muỗng canh mè và nửa muỗng cà phê muối. Tất cả mình sẽ trộn lên cho đều để mà mình ướp vào trong tô thịt. Mình có thể thoa lên từng miếng thịt cho được thấm gia vị. Đó, mình trộn đều lên hoặc là mình thoa lên từng miếng thịt. Sau đó mình sẽ cho tiếp vào đây 1 muỗng canh dầu mè. Thêm 1 muỗng canh dầu hào. Dầu mè và dầu hào này sẽ làm tăng cái vị thơm ngon của miếng thịt, đồng thời giúp cho miếng thịt nó không bị khô khi mình nướng. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên và ướp trong vòng ít nhất là 2 tiếng để cho thịt được thấm, thì khi nướng thịt sẽ ngon hơn rất nhiều. Thì thịt sau khi ướp xong thì mình sẽ nướng bằng lò air fryer. Mình xếp thịt vào ở trong cái vỉ của lò và nhớ cho vào đó một ít nước. Nước sẽ giúp cho thịt không bị khô. Mình cứ xếp thịt vào cho đầy ở trong cái vỉ của lò air fryer, hoặc là mình nướng số lượng tùy mình thích ăn. Thịt này mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 390 độ F và nướng trong vòng khoảng 20 phút đến 25 phút tùy theo cái lò. Thông thường thì nướng bằng lò air fryer thì miếng thịt sẽ vàng đều hết. Nhưng trong trường hợp có những lò lửa yếu không vàng thì mình sẽ lật nó lại thì miếng thịt sẽ vàng thôi. Đây, món sườn nướng sả của mình sẽ ăn với cơm hay xôi đều rất ngon.